Thưa quý vị và bạn, thành phố Điện Biên Phủ thì những năm gần đây đã vươn mình đổi thay mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của du lịch, dịch vụ và thương mại thì không gian của phố thị, không gian của đô thị thì ngày càng sôi động hơn. Tuy nhiên thì đối với những người ưa tĩnh lặng và mong muốn có cho mình một khoảng không gian ở nơi đó thì thời gian như trôi chậm lại. Và hôm nay thì mời quý vị và bạn cùng theo chân chúng tôi đến một địa điểm như vậy. Vâng, xin giới thiệu với quý vị các bạn, đây là nghệ nhân dân gian Lê Vân, một người anh, một người bạn của Bùi Quang và đồng thời là chủ quán cà phê Nét Xưa. Không gian này thì Bùi Quang đã có dịp gặp anh Lê Vân rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì để tìm hiểu rõ hơn về không gian của Nét Xưa và phong cách chủ đạo tại đây thì chưa có dịp được anh Lê Vân chia sẻ. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì hy vọng rằng anh Lê Vân sẽ chia sẻ cho Bùi Quang cũng như là quý vị khán giả của DTV rất là nhiều ý tưởng về không gian này. Lê Vân xin có lời chào đến quý vị khán giả truyền hình. Mời anh Quang. Xin chào bạn Nét Xưa. Mời anh Quang xin chào đây. Anh Vân có thể chia sẻ một chút về không gian Nét Xưa và ý tưởng từ đâu? Những cái viên gạch manh nha đầu tiên để hình thành nên Nét Xưa ngày hôm nay là cả một quá trình Lê Vân dày công đi sưu tầm ở trong dân gian. Bởi vì tất cả bạn, mọi thứ ở đây là nằm ở trong nhân dân hết, nằm ở trong cái cuộc sống đời thường của bà con. Khi mình đến, mình giao lưu, mình học hỏi, rồi mình tìm kiếm, rồi mà mình sưu tầm về. Tất cả những đồ sưu tầm đây, mình sưu tầm những đồ hết sức là thuần Việt. Và cái chủ đạo trong cái bộ sưu tập của mình là văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Cuộc sống kiểu như là mình hối hả quá, mình quên đi thậm chí rằng là cả cái cảm xúc của bản thân. Thế nhưng mà khi về đây nghe Lê Vân giao lưu, chia sẻ bằng lời nói, bằng những cái câu chuyện rong ruổi của cuộc sống và những cái câu hát thông qua các cái ca từ của trong từng câu hát thì họ được lắng lại và họ được nhìn thấy cái hình ảnh của tuổi thơ của họ. Nét Xưa là không gian hội ngộ, gặp gỡ tri âm, thiền tâm tĩnh tại và thu dung hoan hỷ. Tức là cái nơi gặp gỡ anh em bạn bè cùng với những câu chuyện rong ruổi của cuộc sống. Và cũng là cái nơi mà để anh em có thể là tìm cho mình một cái khoảng trời riêng để lắng lại. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ để lại địa chỉ dưới phần mô tả phía dưới. Và đến với cà phê Nét Xưa thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để tĩnh lặng hơn. Và quý vị hãy trực tiếp đến và trải nghiệm. Và chuyên mục của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.